Hôm nay, hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 tiếp tục diễn ra với hai chuyên đề theo chương trình nội dung và bế mạc. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hảo. Các đại biểu tham dự hội nghị được các báo cáo viên của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử truyền đạt hai chuyên đề, đó là chuyên đề về kỹ năng nghiên cứu phân tích đánh giá báo cáo kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền các cấp, và chuyên đề về kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân trong quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa phương. Phát biểu bế mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến khẳng định các nội dung chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị giúp cho các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương, giúp đại biểu Hội đồng Nhân dân có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để áp dụng vào các hoạt động thực tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến đề nghị sau hội nghị tập huấn, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để vận dụng, thực hiện và rút kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự học tập và bồi dưỡng kiến thức, trau dồi các kỹ năng hoạt động cho bản thân từ trong thực tiễn công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử.